Các bạn nghe giòn không? Để vô nè, đó cái dầu mình nóng rồi đó. Cái mà các bạn chiên cỡ là kiểu này á, các bạn cái dầu nó không có dính vô cái chả giò nhiều, mình không có mình ăn lâu nó giòn tan giòn lâu hơn nữa. Các bạn thấy không, cái giò chả giò của mình nó vàng đều hết nè. Rồi các bạn sẽ chiên cái này. Chào các bạn, hôm nay thì là muốn chia sẻ với các bạn cách làm chả giò giòn ăn rất là ngon các bạn. Cách thì cũng rất là dễ làm các bạn. Thì hôm nay thì là đã chuẩn bị những nguyên liệu như thế này. Thì chả giò các bạn thì là có dùng 300 g thịt nè các bạn, thịt xay mà có hơi mỡ mỡ tí nha. Rồi đây là 200 g tôm này, tôm tươi á các bạn. Rồi mình lọc vỏ, mình rửa sạch sẽ, lọc vỏ mình để cho nó gáo thì gáo nha các bạn. Còn ở đây là 100 g nấm mèo. Cái này là bún tàu thì các bạn dùng một bó nhỏ là được rồi. Còn rau củ quả thì Taylor có dùng là này là khoai môn nè các bạn. Đây là cà rốt hay là hành hương thì mình dùng cho cái thịt nó thơm á các bạn. Rồi bên đây là có tiêu, đường, muối nha. Còn bánh tráng để làm chả giò, các bạn thay là thích làm thì dùng cái loại bánh tráng này nè các bạn. Cái bánh tráng này thì thay lời thấy chiên nó giòn lâu hơn là mấy cái bánh tráng kia. Với lại hôm nay thay là sẽ dùng bồn chiên chả giò, có thay là chiên kiểu này á, mình thấy không có bị dầu nhiều các bạn. Khi mà mình chiên bằng chảo á, mình để lên mình lắc qua lắc lại gì á chứ nó thấm dầu nhiều hơn là chiên bằng cái này thì Taylor thấy nó giòn lâu hơn. Còn cái nước chấm chả giò Taylor thích á, dùng cái nước này nè các bạn. Cái này nước này là nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó cay cay mà để dùng cho gà, nhưng mà mình dùng mình chấm chả giò ăn cũng rất là ngon. Để bắt đầu thì Taylor sẽ đi cắt cái cà rốt với lại khoai môn này ra. Còn cà rốt này thì mình cắt cũng sợ mịn mịn, rồi xong mình đi ngâm bỏ miếng muối vô bóp cho nó ra hết nước rồi dắt lại cho nó khô nha các bạn. Rồi theo rồi sẽ làm khoai môn trước đi. Khoai môn thì mình cắt sợi nha các bạn. Nếu mà các bạn có cái máy bào á thì mình bào cũng được, nhưng mà thay là thích làm chả giò á mình thích sắc hơn. Cà rốt thì mình cũng sắc sợi sợi giống như khoai môn vậy nha các bạn. Cà rốt này mà bỏ vô chả giò thì nó cái ngọt á các bạn, nó làm cho cái thịt ngọt hơn, ăn đỡ ngán hơn các bạn, tại vì nó có rau củ quả đó. Rồi các bạn, cà rốt thì là đã cắt xong. Giờ mình bỏ miếng muối vô nè. Mỗi cái mình bỏ muỗng muối vô đó. Rồi xong mình đem mình bóp cho nó chảy hết nước ra, rồi mình dắt lại cho nó khô nha các bạn. Là cà rốt này thay là bóp muối nè các bạn. Mình bóp muối xong cái mình rửa sạch sẽ lại, cái mình dắt cho nó khô thì khô. Thì là mình khi mà mình trộn chả giò nó không có bị ra nước, thì nó làm cái chả giò của mình á, cái bánh tráng nó giòn hơn. Khoai môn mình cũng làm giống vậy nha các bạn. Rồi đây là các bạn thay là đã rửa sạch sẽ, bóp muối rồi rửa sạch sẽ, rồi mình bóp lại cho hết nước luôn nè các bạn. Bây giờ cái này nó khô ráo sạch sẽ rồi nè các bạn. Còn ở đây là cà rốt cũng vậy nè, thì là cũng bóp muối nó ra hết nước rồi, thì mình cũng dắt lại cho nó khô nè. Rồi bây giờ thì là sẽ làm bước kế tiếp nha. Bước kế tiếp thì mình cắt cái tấm mèo này ra nè các bạn. Tấm mèo thì mình cắt ra sơ sơ thôi, không có cần cắt nhiều. Nấm mèo này á các bạn, mình bỏ vô chả giò nó ăn nó giòn giòn sực sực cũng ngon á. Rồi thì là bỏ cái thịt vô cái tô này á các bạn. Rồi mình sẽ cắt tôm.
Tôm này á các bạn, tôm này nhỏ nhỏ cái gì nè, thì Thi là cắt gần 3. Mình không có cần phải cắt bặm nhỏ nó ra các bạn, mình cắt cho nó còn cái miếng tôm á. Cái tôm này mình phải bỏ vô chả giò á thì nó ngon hơn là mình không bỏ các bạn. Nó thơm hơn, ăn khi mình ăn á nó có mùi vị hơn. Mình cắt giống vậy nè các bạn. Mà khi mình ăn á nó có cái sớt tôm, và khi mình chiên cái dầu lên á cái tôm nó cũng thơm hơn là mình đi bằm qua hoặc là xay, lấy máy xay các bạn. Tại vì cái này á nó chả giò nó khô nó ngon hơn là mình làm giống như chả. Mình lọc tôm, mình rửa tôm á các bạn, mình lọc tôm á, mình để cho nó gáo thì gáo có thể nha các bạn. Tại vì nếu mà nó có nước vô trong cái chả giò nó làm cái bánh tráng mình ướt nó bị hay bị nhão á các bạn. Nhão thì nó không có giòn bằng cái nguyên liệu nó khô các bạn. Và rồi đây mình sẽ cắt luôn hành. Bây giờ mình có tôm này nè các bạn, tôm với thịt bỏ vô đây, rồi cắt hành củ, hành tím cũng bỏ vô luôn rồi. Bây giờ mình bỏ gia vị vô nha các bạn. Hay là sẽ bỏ miếng tiêu nè. Rồi mình cho miếng 2 muỗng cà phê đường. Cái này mỗi cái là nửa muỗng á các bạn. Rồi bây giờ sẽ cho một muỗng cà phê muối. Cái này là bột nêm rau củ, bột nêm chay á các bạn. Rồi để một muỗng rưỡi cà phê. Rồi ở đây là nấm mèo nè các bạn. Bây giờ mình bỏ hết nấm mèo này vô nha. Nấm mèo, cà rốt nè. Rồi cái này là khoai môn nè các bạn. Tất cả những nguyên liệu này các bạn phải làm cho khô gáo hết nha các bạn. Rồi bây giờ mình cắt nấm mèo, không phải nấm mèo, và bún tàu nè các bạn. Bún tàu này mình cũng ngâm rồi để cho nó gáo thì gáo, cho nó khô luôn. Rồi mình cắt mình mịn vậy đó. Rồi mình sẽ chọn bằng bao tay. Các bạn thấy trong cái thau của Taylor nó không có nước. Cái này là mình chọn lên khô giống vậy nè, mình mới giữ cái chả giò của mình giòn lâu được. Rồi các bạn, bây giờ mình chọn đều hết rồi, bây giờ mình nêm nếm nha các bạn. Thì Thi là sẽ lấy một miếng nhỏ, mình bỏ vào ngoài giò dưới sóng, mình hâm lên là mình biết mặn ngọt như thế nào, rồi mình nêm thêm nha. Cái này là Thi là nêm theo khẩu vị gia đình Thi là nha các bạn. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt hơn, có thể miếng đường thêm, hoặc là miếng muối thêm nếu các bạn thích mặn. Gà nè các bạn, chân gà, lấy luôn chồng đỏ chồng trắng nha. Cái này là mình để cho quết cho cái bánh tráng của mình nó dính lại á, nó đừng có bị bể ra. Rồi bánh tráng này thì mình mua ở trong tủ đá, xong rồi cái mình về mình để cho nó tan đá nha các bạn, rồi mình mới gỡ ra từng miếng. Bánh tráng này nó giống vậy nè các bạn, như vậy đây, rồi mình gỡ ra từ từ giống vậy nè. Rồi bánh tráng này nó có bề mặt bề trái nha các bạn. Cái miếng ở trên nó láng hơn nè, bề mặt thì nó láng hơn, còn ở dưới á thì nó hơi sần sần. Rồi đây là sẽ múc một miếng có thịt, có tôm, có rau củ, mình bỏ vào đây một miếng cỡ to lớn đây thôi các bạn, đừng nhiều quá. Nhiều quá khi mà mình làm á nó cái nhân của mình nhiều quá nó bị bể ra, nó không có còn chiên lên nó không có đẹp nữa. Rồi mình cuốn lại nha. Khi mình cuốn mình bóp như vậy nè, mình đẩy nó vô nè.
rồi mình xếp cái hai bên vô nha. Giống vậy nè, nếu mình xếp thẳng giống vậy á thì mình gói cái cuốn chả giò nó đẹp lắm các bạn, nó chặt mà nó đẹp. Rồi xong tới cái hình nhỏ như này, mình chép cái miếng trứng gà vô các bạn, thì cái chả giò của mình nó đậy kín lại, nó dính lại, nó không có bị bể ra. Rồi các bạn cứ canh cỡ này là mình làm thêm làm thêm một cái nữa cho các bạn coi nha. Cuốn cái chả giò này á, các bạn để ý là mình không có đừng có lấy lên nhân nhiều quá, mình lấy vừa đủ thôi các bạn. Cỡ giống như nhỏ ốm thôi. Tại vì nếu mà các bạn để nhân nhiều quá đó thì cái chả giò của mình nó không được giòn lâu. Rồi, mình xếp giống vậy nãy nè. Rồi. Mình có thể canh coi cái chả giò của mình nó bằng chưa. Này nó cũng xê xích nè các bạn nè. Rồi mình cuốn lại nha. Làm sao mà cho cái đường này nó thẳng với cuốn chả giò luôn nè các bạn. Thì các bạn nếu mà các mình lấy nhân nhiều quá nó bị bể nè. Rồi sau khi mà mình cuốn xong á các bạn, rồi mình sẽ bỏ vào tủ đá cho nó đông cái giấy bánh chán cái cuốn chả giò lại các bạn, với lại cái thịt mình nó đông lại, nó đừng có bị ra nước. Nếu ra nước thì nó bể, nó không đẹp. Rồi với lại nó làm cái mềm cái chả giò mình nữa, khi mình chiên á nó giòn lâu hơn là mình không có bỏ vào tủ đá trước khi mình chiên. Cái cuốn chả giò á, đặc biệt á, là các bạn là mình khi mà mình cuốn ra nó nhìn hấp dẫn á, là cái cuốn nào cuốn nấy nó bằng đều với nhau hết, nó không có bị lòi chỗ này lòi chỗ kia đó. Các bạn thấy mình cuốn cái cuốn chả giò nhìn nó cũng hấp dẫn, mà nó vừa ngon mà nó vừa hấp dẫn, vừa đẹp mắt bắt mắt nữa đó. Đó thì là cuốn nè, các bạn thấy không, ba cuốn chả giò có thể là bằng nhau hết nè. Rồi bây giờ mình cứ gỡ bánh tráng ra, mình tiếp tục cuốn khi nào mình hết bánh tráng với lại nhân là thôi nha các bạn. Rồi các bạn bây giờ thì là bỏ vào bao nha. Cái mình đổ vô tủ đá cho nó đông lại bớt, rồi bắt đầu mình mới đem đi chiên. Các bạn thấy thì là gói cuốn nào cuốn nấy nó bằng đều nhau không các bạn. Và nếu mà các bạn gói nè, cái đầu này nó cũng bằng với nhau hết nè, này bằng nhau hết nè. Giống như cái này nó hơi bị tét nè các bạn, cho nên mình nếu mình để tủ đá thì nó đông lại thì nó không có bị, khi mình chiên nó không có bể ra nhiều. Mình sắp cho nó ngay ngắn xong cái mình để vô tủ đông á, là mình đem ra mình chiên á, cuốn nào cuốn nấy nó đẹp lắm. Mình làm kiểu vậy á các bạn, khi mình chiên mà nó đông đá, mình chiên á nó không bị bể, rồi có nghĩa là nó không chảy nước. Không chảy nước có nghĩa là nó làm cái bơ chả giò của mình giòn rất là lâu. Rồi các bạn bây giờ mình lấy chả giò ra nha, mình bỏ vô cái rổ này nè. Cái rổ này để chắc chả giò đứng lên giống vậy nè các bạn. Khi mình chiên á, mình không có cần phải chở qua chở lại, nó rất là đều. Rồi rất tiện cho mình đó các bạn, mình không có cần phải đứng đây chở qua chở lại mệt lắm. Cái bồn mà chiên chả giò này á, nó tiện cái là mình con cái là nó hơi xài dầu hơi nhiều hơn cái chảo bình thường của mình thôi, nhưng mà chiên rất là tiện, mình không có cần bỏ thời gian ra nhiều. Rồi mình bỏ, đừng có bỏ nhiều quá các bạn, bỏ vừa nó cho có cái chỗ cho nó dầu nó chảy lên cho mỗi kẻ cái cha nên là cho nó có chỗ để dầu nó chảy lên, nó hết cho cuốn á các bạn.
mình chiên kiểu vậy thì rất là nhanh. Rồi, thế là để xuống từ từ nha các bạn, để coi cái dầu của mình đó. Rồi, để vô nè. Đó, cái dầu của mình nóng rồi đó. Các bạn thấy cái lò có thể lên nè. Mình để là 350 mẫu ép. À, hiện giờ là nó có 3 phút rồi, nhưng mình có thể dặn thêm nè. Mình chiên tùy theo 12 phút nè các bạn. Khi mà các bạn để cái chả giò vô á, thì các bạn để 350 độ nha. Khi mà cái chả giò của mình á, nó, cái bánh tráng nó cứng lại rồi á, mình dặn xuống cái nhiệt độ xuống các bạn. Các bạn thấy không? Mình chiên kiểu vậy nè. Thì cái cuốn chả giò của mình á, mình lắc qua lắc lại sơ sơ vậy thôi, là cho cái chả giò của mình nó đừng có dính lại các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó sôi rất là đều luôn. Mà cái chả giò của mình á, nó chín đều lắm. Mà các bạn chiên cỡ này, kiểu này á các bạn, cái dầu nó không có dính vô cái chả giò nhiều. Mình không có, mình ăn lâu nó giòn tan, giòn lâu hơn nữa. Đó, các bạn thấy cái dầu ở trong cái bồn chiên chả giò nó đều, nó sôi đều luôn. Mà mình chiên kiểu vậy á, thì cái khi mình vớt lên đó các bạn, cái dầu nó nhiễu xuống hết rồi, nó không có dính vô cái chả giò nhiều, cho nên mình ăn mình không có cảm thấy là rất là nhiều dầu trong chả giò. Rồi thì là sẽ dở sơ lên cho các bạn coi nha, cái chả giò của mình như thế nào nha. Các bạn thấy không, cái giò chả giò của mình nó vàng đều hết nè, nó không có bị chỗ vàng chỗ không vàng nha. Mình không có cần phải chảo đến chảo nhiều người. Mình chỉ lắc vậy thôi. Rồi các bạn, sau khi mình chiên khoảng chừng 7 phút, cái chả giò của mình nó vàng nè các bạn. Nó đều hết, nó vàng đều hết, nó đẹp dễ sợ luôn á. Nó không có bị bể, mà nó cũng không có bị nứt, mà nó cũng không có bị khét. Mà mình không có cần phải lấy đũa chảo gì hết đó các bạn. Mình chỉ đứng đây lắc. Rồi nè các bạn, cái chả giò của Taylor hồi nãy Taylor dặn là 13 phút, 12 phút mấy và 13 phút. Mà bây giờ nè, cần vàng đẹp luôn nè. Thế là dặn thêm một phút nữa các bạn, cho nó vàng thêm một tí nữa. Là có nghĩa là 14 phút. Rồi mình lấy chả giò của mình ra nha các bạn. Rồi mình để lên đây cho nó nhiễu dầu xuống bớt đi. Rồi mình lấy, mình để là dĩa. Các bạn thấy tiện không? Có cái bồn dầu này với cái gỗ này nè. Mình chiên không có bị dính dầu, không có bị thấm dầu nhiều các bạn. Mà chả giò của mình lại đẹp nữa. Rồi các bạn thấy là đang lấy ra, nhưng mà các bạn thấy cái cuốn chả giò có thể là không? Các bạn nhìn thấy nó đâu có thấm dầu nhiều đâu ha. Nó chỉ nó rất là các bạn, đây là thành phẩm chả giò của Taylor ngày hôm nay. Các bạn thấy chả giò nhìn hấp dẫn không? Wow, các bạn nghe nè, nghe lụp cụp luôn nè, nghe nó giòn nè. Các bạn nghe nó giòn chưa? Dạ, chả giò nó giòn ghê lắm, nó giòn tan luôn. Rồi các bạn thấy cái màu á thì nó đều hết nè các bạn, khi là chiên bằng cái bồn dầu á, cho nên nó rất là đều, rồi nó không có thấm dầu nhiều nữa. Rồi ở đây thì là có một chén ớt chua ngọt nè các bạn. Này mình chấm chả giò cũng rất là ngon. Rồi các bạn, mình cắn vô thử miếng nha. Bánh tráng chả giò nó giòn tan trong miệng. Ở phía bên trong nè các bạn, phía bên trong chả giò các bạn thấy cái tay là cắn một cái và nó nát luôn cái bánh tráng nè. Rất là ngon, cái nhân ở trong rất là đậm đà các bạn. Tôm thịt thì cũng vừa đủ, mấy cái rau củ quả thì cũng vừa đủ các bạn, không có nhiều thịt cũng không có nhiều tôm. Cái này nếu như các bạn làm cho tiệc tùng gì lớn á các bạn có thể chiên buổi sáng, buổi chiều nó vẫn còn giòn các bạn. Nếu mà mình để ngày hôm sau thì nó còn giòn, nhưng mình nó không có giòn giống như mình mới lấy ra lò. Mình có thể bỏ vô cái lò air fryer mình nướng vài phút thì nó cũng giòn tan giống y chang như cái lúc mà mình mới lấy ra từ cái nồi chảo dầu lấy ra đó các bạn. Rồi thì là mong rằng các bạn thích cái món chả giò tôm thịt của Taylor ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thích, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe ở dưới cái màn hình. Chúc các bạn năm mới, năm 2020
thật là nhiều hạnh phúc và vui vẻ nha các bạn. À, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.